người Hà Nội ùn ùn đi bán vàng. Theo ghi nhận, sau thông tin giá vàng nhẫn trong nước tăng cao, tại các cửa hàng vàng lớn ở đường Cầu Giấy và phố vàng Trần Nhân Tông, Hà Nội, lượng khách đến giao dịch tăng mạnh. Thậm chí, tại nhiều cửa hàng, khách xếp thành hàng dài, đa phần khách đến bán vàng để chốt lời khi giá vàng không ngừng lên đỉnh. Khác với hai lần sốt trước đó khi giá vàng nhẫn lên 71 triệu đồng một lượng và 74 triệu đồng một lượng, cơn sốt vàng lần này dù lực bán chốt lời mạnh cũng không kéo giá vàng giảm. Vì vậy, bất chấp giá cao, nhiều người vẫn mua vào. Việc những ngày qua vàng nhẫn trở nên khan hiếm và chênh lệch giá mua bán vàng bị đẩy lên cao từ 1,5 triệu đồng một lượng lên hơn 2 triệu đồng một lượng. Điều này cho thấy nhu cầu mua đang tăng. Chính vì vậy, các công ty kinh doanh vàng càng theo xu hướng tăng, đẩy giá bán càng mạnh đồng thời nâng chênh lệch giá mua bán. Điều quan trọng hơn, với xu hướng giá vàng đang tăng, có thể xảy ra tình trạng các công ty kinh doanh vàng bạc không muốn bán vàng ra thị trường mà sẽ có hiện tượng găm giữ nên càng tạo sự khan hiếm hơn.